Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5 sẽ kết nối chi thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Hải Liêm liên kênh khá dễ hiểu. Các em sau click và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm tiếp bài tập của bài số 6 cộng trừ 2 phân số khác mẫu số tiết số 1. Trang 20-21. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Tính. Giờ câu A 1 phần 8 cộng 1 phần 3, đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số, các em ghi đồng mẫu số. Mẫu số chung là tích của 8 nhân 3 là 24. Như 1 phần 8, các em sẽ nhân tử qua mẫu cho 3. Được nè. 1 phần 8 nhân tử qua mẫu cho 3. 1 nhân 3 là 3, 8 nhân 3 là 24. Dấu cộng viết lại. 1 phần 3, các em nhân tử qua mẫu cho 8. 1 nhân 8 là 8, 3 nhân 8 là 24. Đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số, các em lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. Giờ 3 cộng 8 là 11, như kết quả là 11 phần 24. Tiếp theo là 2 phần 5 cộng 3 phần 11. Đây cũng là phép cộng hai phân số khác mẫu số, các em cũng quy đồng mẫu số. Mẫu số chung là tích của 5 nhân cho 11 là 55. Như là 2 phần 5, các em nhân tử qua mẫu cho 11 nhé. 2 nhân cho 11 là 22. 5 nhân 11 là 55. Dấu cộng lại. Giờ 3 phần 11, các em nhân tử qua mẫu cho 5. 3 nhân 5 là 15. 11 nhân 5 là 55. Tới đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số, các em lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu nhé. Giờ 22 cộng 15 mình sẽ tính nhẩm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 2 cộng 5 là 7, viết số 7. Hàng chục, 2 cộng 1 là 3, 37 phần 55. Tiếp theo là 6 phần 7 cộng cho 11 phần 9. Đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số, các em cũng quy đồng mẫu số. Như mẫu số chung là tích của 7 nhân 9 sẽ là 63. Như 6 phần 7, các em nhân tử qua mẫu cho 9. 6 nhân 9 là 54. 7 nhân 9 là 63. Dấu cộng lại. 11 phần 9, các em nhân tử qua mẫu cho 7. 11 nhân 7 là 77. 9 nhân 7 là 63. Tới đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số, các em lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu nhé. Giờ mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 4 cộng 7 11, mình sẽ 1 nhớ 1. 5 cộng 7 là 12, khi 1 là 13. 131 phần 63. Tiếp theo mình sẽ làm câu B. 1 phần 2 trừ 1 phần 7. Giờ các em có thể ghi xong câu A, mình sẽ làm câu B luôn nhé. 1 phần 2 trừ 1 phần 7, đây là phép trừ hai con số khác mẫu số, các em quy đồng mẫu số. Mẫu số chung tích là tích của 2 nhân 7 là 14. Như 1 phần 2, các em nhân tử qua mẫu cho 7 nhé. Giờ 1 nhân 7 là 7, 2 nhân 7 là 14. Dấu trừ viết lại. Còn 1 phần 7, kem nhân tử và mẫu cho 2. 1 nhân 2 là 2, 7 nhân 2 là 14. Tới đây mình được phép cộng, phép trừ hai phân số của mẫu số, kem lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu thôi, đúng không? Như 7 trừ 2 bằng 5, 5 phần 14. Tiếp theo 7 phần 9 trừ cho 2 phần 5. Đây là phép trừ hai con số khác một số, coi các em cũng quy đồng một số luôn. Rồi 7 phần 9 các em nhân tử vào mẫu cho 5. 7 nhân 5 là 35. 9 nhân 5 là 45. Dấu trừ viết lại. 2 phần 5 các em nhân tử vào mẫu cho 9. 2 nhân 9 là 18. 5 nhân 9 là 45. Tới đây là phép trừ hai con số cùng một số, các em lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu nhé. Giờ 35 trừ 18 mình sẽ trừ nhẩm luôn.
Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị 5 trừ 8 không được. Mình sẽ lấy 15 trừ 8 được 7 với 7 nhân 1. 1 này khi 1 nhớ là 2, 3 trừ 2 được 1. Như vậy kết quả là 17 phần 45. Giờ phía đây các em sẽ làm tương tự. Giờ như vậy mình sẽ quy đầu mẫu số chung là 9 nhân cho 11 là 99. Như 11 phần 9 các em nhân tử qua mẫu, 14 phần 9 các em nhân tử qua mẫu cho 11 nhé. Mình sẽ lấy 14 nhân cho 11. 14 nhân 11 thì các em tính nhẩm bằng cách các em biết là số 11. Giờ các em lấy 1 cộng 4 là 5, nhét số 5 ở giữa. Được này. Như vậy kết quả là 154 phần 99. Dấu trừ viết lại. Giờ 3 phần 11 các em nhân tử qua mẫu cho 9. 3 nhân 9 là 27. 11 nhân 9 là 99. Giờ 154 trừ 27 mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, 4 trừ 7 không được, mình sẽ lấy 14 trừ 7 được 7 với 7 nhân 1. Như vậy là 2 này khi 1 nhớ là 3, 5 trừ 3 được 2. Số 1 hàng trăm viết lại, mẫu số viết lại. Kết quả là 127 phần 99. Như là mình xong câu số 1 nha, câu số 1 kem hiệu bài. Các em xong hết video hãy với kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 2. Câu 2 mình sẽ điền chữ D hoặc là chữ S. Nếu đúng thì mình điền chữ D, nếu sai thì các em sẽ điền chữ S nhé. Hãy sẽ tính nháp như này. Giờ mình sẽ làm câu 2 chứ. Giờ hãy sẽ tính là thực hiện là phép tính này xem đúng hay sai nhé. 3 bằng 2 trừ 1 bằng 5. Đây là phép trừ hai con số khác mẫu số, kem quy đồng mẫu số chung là 2, tích của 2 nhân 5 là 10. Như là 3 phần 2 kem nhân tử của mẫu cho 5, 3 nhân 5 là 15, 2 nhân 5 là 10. Dấu trừ viết lại. 1 phần 5 kem nhân tử của mẫu cho 2 nhé. 1 nhân 2 là 2, 5 nhân 2 là 10. Đây là phép trừ hai con số cùng mẫu số, kem lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. 15 trừ 2 thì cùng 13, 13 phần 10. Như mình thấy là câu A đã làm đúng. Mình sẽ viết chữ đại 13 phần 10 được này. Tiếp theo các em kiểm tra câu B. Giờ mình thực hiện là phép tính chỗ này xem đúng hay sai. 4 phần 9 cộng cho 1 phần 4. Đây là phép cộng hai con số khác mẫu số, kem quy đồng mẫu số chung là 9 nhân 4 là 36. 4 phần 9 kem nhân tử và mẫu cho 4, 4 nhân 4 16. 9 nhân 4 36, dấu cộng viết lại. 1 phần 4 kem nhân tử và mẫu cho 9, 1 nhân 9 là 9, 4 nhân 9 là 36. Đây là phép cộng hai con số cùng mẫu số, kem lấy tử cùng tử giữ nguyên mẫu. 16 cộng 9 là 25, như là 25 phần 36. Chứ không phải là 7 phần 36. Như vậy câu B người ta làm sai. Các em sẽ điền chữ S. Tiếp theo là câu C. Một phần 7 cộng cho 1 phần 4 bằng. Đây là phép cộng hai con số khác mẫu số, kem quy đồng mẫu số. Mẫu số chung là tích của 7 nhân 4 là 28. 1 phần 7 kem nhân tử và mẫu cho 4. 1 nhân 4 là 4. 7 nhân 4 là 28. Dấu cộng viết lại. 1 phần 4 kem nhân tử và mẫu cho 7. 1 nhân 7 là 7. 4 nhân 7 là 28. Tới đây mình được phép cộng hai con số cùng mẫu số, kem lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 4 cộng 7 là 11. 11 bằng 28. Chứ không phải là 2 phần 11. Như vậy câu C người ta làm sai rồi. Tiếp theo là câu D.
13 phần 5 trừ cho 2 phần 7. Mình sẽ tính lại xem đúng hay sai. Đây là phép trừ hai phân số khác mẫu số kem quy đồng mẫu số. Mẫu số chung là tích của 5 nhân 7 là 35 nhé. Nhân 13 phần 5 kem nhân tử và mẫu cho 7. 13 nhân 7 mình sẽ tính nhẩm nhé. 7 nhân 3 là 24, mình sẽ tính 1 nhớ 2. 7 nhân 1 là 7, khi 2 là 9. Giờ 5 nhân 7 là 35, dấu trừ viết lại. 2 phần 7 kem nhân tử và mẫu cho 5, 2 nhân 5 là 10. 7 nhân 5 là 35. Giờ đây là phép trừ hai phân số cùng mẫu số, kem lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. 91 trừ 10 thì còn lại là 81, đúng không? 81 phần 35. Như vậy 81 phần 35 đúng, giờ ở đây kem sẽ điền chữ đề. Như là mình xong câu số 2, câu số 2 kem hiểu bài. Kem xong hết video thì biết kem hiểu bài nha. Phần nháp thì thầy sẽ xóa đi nha. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3. Câu số 3, bác nông dân dùng máy gặt để thu hoạch lúa trên một cánh đồng. Giờ thứ nhất thì bác thu hoạch được 1 phần 5 cánh đồng. Giờ thứ hai thì bác thu hoạch được thêm 2 phần 3 cánh đồng. Hỏi bác nông dân đã thu hoạch được bao nhiêu phần của cánh đồng? Như là đề bài nói là bác nông dân dùng máy gặt để thu hoạch lúa trên một cánh đồng. Giờ thứ nhất thì thu hoạch là 1 phần 5. Giờ thứ hai là thu hoạch thêm 2 phần 3. Thì kem lấy hai phân số này cộng lại đạt được là mình sẽ biết là bác nông dân đã thu hoạch được bao nhiêu phần của cánh đồng. Đúng không? Như vậy người ta hỏi cái gì kem trả lời cái đấy. Kem sẽ bỏ chữ hỏi đi, kem trả lời là bác nông dân đã thu hoạch được số phần của cánh đồng này. Bác nông dân. Đã thu hoạch được số phần của cánh đồng này. Như là bác nông dân đã thu hoạch được số phần của cánh đồng là mình sẽ lấy 1 phần 5 cộng 2 phần 7. Cộng 2 phần 3. 3. Giờ hãy sẽ tính nháp phía này. Như đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số, mình sẽ quy đồng mẫu số. Mẫu số chung là tích của 5 nhân 3 là 15. Như 1 phần 5 kem nhân tử và mẫu cho 3, 1 nhân 3 là 3, 5 nhân 3 là 15. 2 phần 3 kem nhân tử và mẫu cho 5. 2 nhân 5 là 10, 3 nhân 5 là 15. Tới đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số, kem lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 3 cộng 10 là 13, 13 phần 15. Như kết quả ở đây sẽ là 13 phần 15 nhé. Như là 13 phần 15 cánh đồng. Như đáp số sẽ là 13 phần 15 cánh đồng. Giờ như là mình xong câu số 3 nha. Câu số 3 kem hiểu bài, kem xong hết video thì kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 4 nha.
Hãy xem số con thích nhất đi. Câu số 4 đề bài nói là Mai có một đoạn dây dài 1 phần 2 mét. Từ đoạn dây đó thì Mai đã cắt ra một đoạn dây dài 1 phần 5 mét làm dây buộc tóc. Như vậy là hỏi đoạn dây còn lại bao nhiêu mét nhé. Như là đề bài nói là Mai có một đoạn dây là 1 phần 2 mét. Từ đoạn dây đó thì Mai đã cắt ra một đoạn dây 1 phần 5 mét làm dây buộc tóc. Hỏi đoạn dây còn lại bao nhiêu, dài bao nhiêu mét thì các em lấy 1 phần 2 chừng 1 phần 5 để ra kết quả thôi. Đúng này. Như vậy câu này các em trả lời như sau, các em bỏ chữ hỏi đi, các em trả lời là đoạn dây còn lại dài số mét là. Như vậy các em trả lời là đoạn dây còn lại dài số mét là các em lấy 1 phần 2 chừng 1 phần 5 nhé. Một phần hai trừ một phần năm sẽ bằng giờ hệ số tính nhất thế này. Đây là phép trừ hai con số cùng một khác mẫu số, các em quy đồng mẫu số. Mẫu số chung là tích của 2 nhân 5 là 10. 1 phần 2 các em nhân tử và mẫu cho 5. 1 nhân 5 là 5, 2 nhân 5 là 10. Dấu trừ viết lại 1 phần 5 các nhân tử và mẫu cho 2, 1 nhân 2 là 2, 5 nhân 2 là 10. Tới đây là phép trừ hai con số cùng mẫu số, các em lấy tử trừ tử dương mẫu, 5 trừ 2 được 3, 3 phần 10. Như kết quả đây là 3 phần 10 nha. Như là 3 phần 10 mét, đúng không? Như đáp số sẽ là ba phần mười mét. Như là mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 kem hiệu bài. Kem xong không khích video hãy biết kem hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng giờ thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, các em sau nếu đăng ký kênh bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt tạm kém nhé.